Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Các cơ sở hiện đang đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn hàng dự trữ, đảm bảo cung ứng tốt hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Canh Tý 2020. Theo Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến thời điểm này, tại các địa phương, hàng hóa đã được các doanh nghiệp đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Lượng hàng tăng hơn so với thời điểm năm trước từ 10 đến 15%. Chủng loại đa dạng, phong phú, người tiêu dùng đã lựa chọn hàng Việt Nam nhiều hơn. Lượng khách hàng mua sắm tại các siêu thị tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Để chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới thì thực hiện cái chỉ thị của Bộ Công Thương thì Sở Công Thương Quảng Bình cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch đảm bảo các cái nhu yếu phẩm và hàng hóa thiết yếu để ổn định thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái doanh nghiệp là đầu mối phát luồng và các cái chợ trung tâm trên ban quản lý chợ trung tâm trên địa bàn để làm việc với các cái đơn vị có cái dự trữ cái nguồn hàng và đảm bảo cái cung cầu ổn định cái hàng hóa cũng như là giá cả. Là một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng các loại với hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc đã đưa ra thị trường hơn 1,5 triệu sản phẩm nội thất các loại như bàn ghế phòng khách, bàn ghế ăn gia đình, kệ bếp, giường tủ với mẫu mã đa dạng phong phú có chất lượng cao nhưng giá thành không tăng. Nếu như trước đây, hàng nội thất ngoại nhập luôn chiếm ưu thế thì nay hàng Việt đã khẳng định được vị thế của mình trên sân nhà. Người tiêu dùng dần tin tưởng và ưu tiên chọn mua các sản phẩm nội ngoại thất có xuất xứ trong nước. Năm nay tôi thấy là cái nhựa và inox nó cũng phát triển hơn nhiều và nó mẫu mã nó đa dạng, mình dễ lựa chọn hơn. Hàng Việt Nam của mình á là nó cũng nhiều mẫu mã phong phú đa dạng. Nếu như người Việt Nam mình nên dùng hàng Việt Nam để cho các doanh nghiệp người ta có cơ hội để làm hàng Việt, hàng của Việt Nam mình lên cao cấp hơn và người tiêu dùng mình cũng dễ lựa chọn. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp nội địa nay đã có sự đầu tư bài bản, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tương đồng, thậm chí trội hơn hàng ngoại, mẫu mã cũng rất đa dạng, giá thành cạnh tranh để người tiêu dùng lựa chọn. Những năm qua, công ty đã đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, áp dụng nhiều sáng kiến mới, phương thức sản xuất mới vào sản xuất kinh doanh. Từ đó, mỗi sản phẩm được sản xuất ra không chỉ đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng mà còn đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, tính năng tiện lợi, công dụng vượt trội, đáp ứng những tiêu chí khắt khe của người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty đã chuẩn hóa hệ thống phân phối, mở thêm điểm bán mới nhằm tăng độ phủ và kết nối gần hơn với người tiêu dùng để họ dễ dàng sắm sửa đồ nội thất trang hoàng nhà cửa dịp Tết. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đang có hơn 7.000 đại lý, cửa hàng, điểm bán sản phẩm trên toàn quốc, chủ động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Năm nay chúng tôi nhận định và đưa ra thị trường 1.500.000 sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng Tết. Cái việc này là chúng tôi đã có nhiều năm trong cái ngành về nội ngoại thất inox nhựa và đó là cái hàng năm thì người tiêu dùng Tết sẽ có nhu cầu rất cao để trang hoàng nhà cửa để đón một cái Tết xuân vầy. Trong bối cảnh cái nền kinh tế chúng ta có những nhiều tín hiệu khả quan vào cuối năm thì khi hy vọng là người tiêu dùng Tết năm nay sẽ là có một cái Tết sung túc. Cũng nằm trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, năm nay công ty cổ phần chế biến nông sản Bảo Minh, đơn vị chuyên về cung cấp các loại gạo và nông sản đặc sản vùng miền, đã có kế hoạch đưa ra thị trường trên 1.000 tấn gạo đặc sản, gần 200 tấn bánh mứt kẹo, hoa quả các loại thông qua hệ thống trên 3.500 điểm bán là các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên toàn quốc. Doanh nghiệp hiện là đối tác tin cậy lâu năm của các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước như Metro, Big C, Coopmart, Lotte, Aeon. Phục vụ thị trường Tết năm nay, doanh nghiệp đã đưa siêu thị Bảo Minh vào hoạt động với nhiều tiện ích phục vụ khách hàng. Đối với sự chuẩn bị Tết của như nào đối với 2020 thì bên cạnh các mặt hàng gạo mà chúng tôi đã có thế mạnh 25 năm là gạo an toàn, gạo chất lượng cao và gạo cao cấp thì chúng tôi cũng đã cung cấp tới người tiêu dùng với rất nhiều giá trị gạo từ cái việc đặc sản vùng miền cho đến trong nước và quốc tế đều được hội tụ và lan tỏa tới người tiêu dùng bằng một cái chính sách giá ổn định, bằng một số lượng mà chúng tôi đã dự ước và nghiên cứu để tạo ra một giá trị cũng như là một cái giỏ quà cho khách hàng cảm thấy rất là tiện lợi trong quá trình không gian mua sắm tại các nơi cũng như là
vấn đề mà đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng của mỗi gia đình trong ngày Tết. Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2020, Sở đã chỉ đạo tăng cường các mặt hàng thiết yếu như gạo, các loại thịt, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ tươi, các mặt hàng nông lâm sản khô, bánh mứt kẹo. Tổng giá trị kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết 2020 của thành phố Hà Nội ước đạt 29.000 tỷ đồng. Còn lại, thành phố Hồ Chí Minh nhằm ổn định giá cả hàng hóa cuối năm, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch liên kết chặt chẽ với các nhà cung ứng để đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định trong dịp Tết 2020. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa Tết với số lượng tăng 2 đến 3 lần so với tháng trước. Hầu hết, các doanh nghiệp đều cam kết đảm bảo nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương năm nay, với thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên đán gần nhau, nhu cầu mua sắm Tết được dự báo không tăng đột biến. Các doanh nghiệp trên cả nước đã tích cực chuẩn bị chu đáo nguồn hàng dồi dào, phong phú, hệ thống phân phối phủ rộng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết năm nay sẽ ổn định, khó xảy ra tình trạng biến động về giá.